Trong chương trình ngày hôm nay, mời quý vị đến với những nội dung chính sau đây. Cảnh sát địa phương Mỹ miễn cưỡng làm việc với FBI, quyết không chia sẻ thông tin thực tế. Ông Trump tuyên bố chấn động về việc Đảng Dân Chủ dàn dựng đảo chính. Hành động của Hải quân Ukraine ở Biển Đen gây ra mối đe dọa với quốc gia NATO. Ngay bây giờ là nội dung chi tiết. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Theo báo cáo của những người tố giác được đệ trình lên Quốc hội, nhiều cơ quan thực thi pháp luật địa phương và tiểu bang của Mỹ đang từ chối chia sẻ thông tin quan trọng với Cục điều tra liên bang FBI vì lo ngại thông tin này mang tính đảng phái và chính trị hóa. Bản báo cáo dài 230 trang này được biên soạn bởi một liên minh gồm các điệp viên, nhà phân tích đã nghỉ hưu và đang tại ngũ, những người đã trao đổi với hơn 30 nguồn tin độc lập có độ tin cậy cao trên khắp nước Mỹ. Báo cáo lần đầu tiên được xuất hiện vào hôm 24 tháng 7 trên tờ New York Post tuy nhiên tài liệu đã được gửi đến các ủy ban tư pháp và giám sát hạ viện và được đăng trực tuyến trước đó nhóm này mô tả một cuộc khủng hoảng niềm tin vào các lực lượng đặc nhiệm do fbi lãnh đạo và sự mất lòng tin đáng lo ngại vào toàn thể cục điều tra liên bang ngay cả khi giám đốc fbi christopher ray làm chứng trước quốc hội về một môi trường đe dọa phức tạp chưa từng có trong sự nghiệp của ông cục điều tra liên bang fbi được biết đến là cơ quan an ninh và tình báo nội địa mỹ đồng thời đóng vai trò như cơ quan thực thi pháp luật liên bang của quốc gia. FBI trực thuộc Bộ Tư pháp Mỹ, báo cáo cho cả Bộ trưởng Tư pháp Mỹ và giám đốc tình báo quốc gia. Với tư cách là cơ quan chống khủng bố, phản gián và điều tra hình sự hàng đầu của Mỹ, FBI có thẩm quyền điều tra các vi phạm trong hơn 200 danh mục về tội ác liên bang. Nhiệm vụ chính của FBI là chống khủng bố, phản gián, bảo vệ quyền công dân, điều tra tấn công mạng, tham nhũng, tội phạm cổ cồn trắng, tội phạm có tổ chức tội phạm bạo lực ngoài ra fbi còn phòng chống đối phó và điều tra các vụ việc liên quan đến vũ khí hủy diệt hàng loạt đồng thời fbi hợp tác hỗ trợ các cơ quan hành pháp khác chẳng hạn như nhận dạng dấu vân tay kiểm tra trong phòng thí nghiệm và đào tạo họ cũng tập hợp chia sẻ và phân tích thông tin tình báo để hỗ trợ việc điều tra của mình và đối tác nhằm chống lại các mối đe dọa an ninh mà mỹ phải đối mặt nhưng hiện nay Hầu hết các nguồn tin đều hướng đến phản ứng của FBI đối với cuộc bạo loạn ngày mùng 6 tháng 1 năm 2021 tại Điện Capitol và cuộc đột kích vào dinh thự Mar-a-Lago của cựu tổng thống Donald Trump ở Florida vào tháng 8 năm 2022. Một trong những nguồn tin mô tả hành vi của FBI là của một quốc gia thế giới thứ ba và lập luận rằng cơ quan này cần phải bị giải thể và nhân viên của cơ quan này phải bị truy tố và chịu án tù dài hạn. Các đặc vụ FBI mới hơn không thèm che giấu cảm xúc tiêu cực của họ đối với các quan điểm chính trị hoặc tôn giáo truyền thống và công khai tự nhận mình là thức thời hoặc tự do. Học viện FBI tại Quantico, Virginia, nơi các điều tra viên mới được đào tạo, khuyến khích sự kiêu ngạo trong khi bị chính trị hóa một cách không thể chấp nhận được. Trong khi đó, ban an ninh của FBI đã lạm dụng quy trình cấp phép an ninh để thanh trừng các điều tra viên, điệp viên có khuynh hướng bảo thủ khỏi hàng ngũ của mình. Những người tố giác đã thúc giục Quốc hội buộc giám đốc FBI từ chức như là biện pháp cuối cùng và là cách duy nhất để khôi phục danh tiếng của Cục điều tra liên bang. Mới đây, ứng cử viên tổng thống Mỹ Kamala Harris chính thức mở tài khoản TikTok bất chấp nước này đang muốn cấm ứng dụng video ngắn của Trung Quốc. Việc Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris mở tài khoản TikTok phần nào cho thấy tầm quan trọng của ứng dụng video ngắn đối với chiến dịch tranh cử. Đây là một công cụ hữu hiệu để tiếp xúc và tiếp cận cử tri trong video đầu tiên trên TikTok, bà Harris giải thích vì sao gia nhập nền tảng này. Theo bà Harris, bà nghe được rằng bà đã xuất hiện trên trang For You. Vì vậy, bà nghĩ bà nên tự mình có mặt ở đây. Sau 5 giờ đăng tải, video của bà Harris thu về gần 3 triệu lượt xem, gần 800.000 lượt tim. Tài khoản của bà cũng ghi nhận hơn 938.000 người theo dõi. Bà Harris gây chú ý lớn sau khi ông Joe Biden rút khỏi cuộc đua vào Nhà Trắng và ủng hộ bà lên thay thế ông làm ứng cử viên Tổng thống Đảng Dân Chủ. Đối đầu với ông Donald Trump của Đảng Cộng hòa, nhiều người dùng TikTok đã sáng tạo các video hài hước để ăn mừng sự kiện này. Không chỉ bà Harris, mà đối thủ của bà trong cuộc đua vào Nhà Trắng, cựu tổng thống Mỹ Donald Trump vừa qua cũng đăng ký sử dụng tài khoản của nền tảng mạng xã hội TikTok. Đội ngũ ông Trump đăng tải video đầu tiên lên TikTok hồi đầu tháng 6, quay lại hình ảnh của ông tại giải võ thuật Ultimate Fighting Championship (UFC) diễn ra ở bang New Jersey, Mỹ. Trong video, chủ tịch Dana White của UFC giới thiệu Tổng thống tức ông Trump hiện đã lên TikTok Cựu Tổng thống Mỹ trả lời vinh hạnh của tôi Hãng tin AP dẫn lời người phát ngôn Steve Chung của ông Trump cho biết Không có nơi nào tốt hơn một sự kiện UFC để ra mắt tài khoản TikTok của ông Trump Ông ấy nhận được sự chào đón dành cho một người hùng với sự cổ vũ của hàng ngàn người hâm mộ TikTok đang là vấn đề thu hút sự chú ý tại Mỹ Tổng thống Biden cuối tháng 4 ký ban hành đạo luật sẽ buộc TikTok cắt quan hệ với Biden, công ty mẹ của TikTok ở Trung Quốc nếu không sẽ bị cấm ở nước này. Chính phủ Mỹ vài năm qua chỉ trích gay gắt TikTok, cáo buộc đây là nền tảng phục vụ cho lợi ích của Trung Quốc, dù TikTok kiên quyết bác bỏ. Nhiều bang ở Mỹ đã cấm ứng dụng này trên các thiết bị chính quyền do lo ngại bảo mật. Tháng 8 năm 2020, khi còn đương nhiệm, ông Trump cũng ký xác lệnh yêu cầu TikTok cắt quan hệ với Biden trong 45 ngày hoặc bị cấm ở Mỹ. TikTok khởi kiện ra tòa án liên bang và chiến thắng. Ông Trump đã cáo buộc Đảng Dân Chủ dàn dựng vụ đảo chính khiến ông Biden phải dừng tranh cử, đồng thời chỉ trích bài phát biểu mới nhất của Tổng thống. Ông nói, tôi nghĩ đó là một cuộc đảo chính, họ không muốn ông ấy tranh cử. Tỷ lệ ủng hộ Joe Biden trong các cuộc thăm dò đang giảm và họ nghĩ ông ấy sẽ thua. Theo ông Trump, các thành viên Đảng Dân Chủ đã nói với Tổng thống Biden rằng ông sẽ không thể giành chiến thắng trong cuộc đua vào Nhà Trắng trừ khi ông Trump làm ra chuyện rất dại dột ông trump nói thêm nhiều người trong đó có bà nancy pelosi và ông barack obama cũng muốn ông ấy bỏ cuộc họ chỉ giỏi diễn xuất thôi họ nói yêu mến ông ấy nhưng tôi biết thực tế họ rất tàn nhẫn phát biểu được ông trump đưa ra sau khi tổng thống biden lần đầu lên tiếng từ khi tuyên bố dừng tranh cử ông biden cho biết bản thân đang trao lại ngọn đuốc cho thế hệ mới giải thích về lý do không tranh cử nhiệm kỳ thứ hai là nhằm bảo vệ nền dân chủ ông nói việc bảo vệ nền dân chủ quan trọng hơn mọi chức vụ nào tôi tôn trọng chức vụ của mình, nhưng tôi yêu đất nước hơn. Tổng thống Mỹ cũng lặp lại thông báo ủng hộ Phó Tổng thống Kamala Harris, nói rằng bà là người kinh nghiệm, cứng rắn, có năng lực và sẵn sàng thay thế ông trên đường đua tranh cử. Bên cạnh đó, ông Biden cũng nêu rằng nước Mỹ cần thêm những tiếng nói từ người trẻ. Tổng thống Biden cũng vạch ra những ưu tiên trong những tháng còn lại của nhiệm kỳ, bao gồm giảm chi phí, phát triển nền kinh tế, bảo vệ các quyền tự do cá nhân và quyền công dân đồng thời lên án những hành động bạo lực. Giới chức nhà trắng trước đó cũng phủ nhận việc tổng thống Biden rút lui là do những vấn đề sức khỏe. Đài ABC News dẫn một nguồn tin cho biết đã gặp ông Biden và gia đình trong những ngày qua, nói rằng không có sự tức giận hay hối hận nào giữa các thành viên trong gia đình ông Biden. Trong phần kết của bài phát biểu dài 11 phút, ông đề cập sự nghiệp chính trị của mình trong hơn 5 thập niên, đồng thời nói về thời thơ ấu cũng như chứng nói lắp, điều đã khiến ông gặp khó khăn Ông còn nói, điều tuyệt vời ở nước Mỹ là không bị cai trị bởi những vị vua hay kẻ độc tài mà là từ người dân. Lịch sử nằm trong tay các bạn, quyền lực nằm trong tay các bạn, mọi người chỉ cần giữ vững niềm tin và nhớ rằng chúng ta là nước Mỹ, không có gì vượt qua khả năng của chúng ta. Theo RT, thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre đã lên tiếng về quyết định dừng tranh cử của Tổng thống Mỹ Joe Biden. Bà Jean-Pierre cho biết quyết định dừng tranh cử không liên quan gì đến sức khỏe của Tổng thống. Trong thông báo của mình, ông Biden đã nói về tình hình đất nước, tình hình của Đảng Dân Chủ và những gì chúng ta đang trải qua. Việc ông Biden rút lui không phải vì vấn đề sức khỏe, tôi có thể khẳng định điều này. Trong bình luận của mình, quan chức Nhà Trắng cũng phủ nhận những thông tin cho rằng Đảng Dân Chủ che giấu tình trạng sức khỏe suy giảm của Tổng thống Biden. Bà Jean Pierre nhấn mạnh, tôi xin nói rõ rằng không có sự che đợi nào cả. Khi nhiệm kỳ của ông Biden sắp hết, nhiều nhân viên Nhà Trắng không chỉ cảm thấy buồn, tiếc nuối mà còn phải lo tìm kiếm công việc mới. Bà Jean Pierre nói, công việc tại Nhà Trắng không được trả lương cao lắm và chúng tôi phải xa gia đình, không được ngủ đủ giấc. Đây chắc chắn là những công việc 24 trên 7, nhưng chúng tôi làm vì tin tưởng vào công việc của mình. Trong những tuần sau cuộc tranh luận với ông Trump, Tổng thống Biden đã bị thành viên của Đảng Dân Chủ và các nhà tài trợ hàng đầu gây sức ép buộc phải ngừng chiến dịch tranh cử. Cựu tổng thống Barack Obama được cho là đã nói với các đồng minh của ông Biden rằng ông nên nghiêm túc cân nhắc việc rút lui, và khả năng tái đắc cử của ông đã giảm đi rất nhiều sau cuộc tranh luận với ông Trump. Tuy nhiên, tổng thống Biden đã tuyên bố ông sẽ chỉ bỏ cuộc nếu có vấn đề sức khỏe nào đó cản trở khả năng hoàn thành công việc. Trước khi rút lui, ông Biden đã tụt lại so với ông Trump trong hầu hết các cuộc thăm dò. Ngược lại, bà Harris đang có kết quả thăm dò tốt hơn một chút trong cuộc đối đầu với ông Trump. Một cuộc khảo sát của Reuters, Ipsos cho thấy bà dẫn trước ứng viên Đảng Cộng hòa 2 điểm. Tuy nhiên, các nhà phân tích cảnh báo cú hích ban đầu này có thể sẽ giảm dần trong những tuần tới. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Litva Agne Bilotaite mới đây cho biết quốc gia vùng ban tích này sẽ nhận tài trợ từ Ủy ban châu Âu EC để bảo vệ biên giới với Nga. Đầu tháng 7, bà Bilotaite đã gửi thư cho Ủy viên Nội vụ Liên minh châu Âu EU Inva Johansson để yêu cầu hỗ trợ tài chính. Trong thư, bà nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết phải nâng cấp hệ thống giám sát biên giới. Bộ trưởng Bilotaite khẳng định Litva sẽ nhận được tài trợ từ EU. Hiện 150 triệu euro dành riêng để tăng cường cơ sở hạ tầng ở các biên giới phía đông EU và Litva sẽ nhận được một phần trong số tiền này. Theo ước tính, Litva cần thêm 65 triệu euro để nâng cấp hệ thống giám sát biên giới vào năm 2030. Bộ trưởng Pilotaitė cho biết Litva không nhận thấy bất kỳ dòng người di cư nào ở khu vực này, nhưng hiểu rõ Litva cần tăng cường an ninh biên giới. Bà Pilotaitė cho biết đã giao nhiệm vụ cho cơ quan biên giới vạch ra kế hoạch gồm các biện pháp củng cố biên giới với Nga. Biên giới duy nhất của Litva với Nga dài 275 km chạy dọc theo vùng lãnh thổ Kaliningrad của Nga ở bờ biển Baltic. Cho đến nay, EC đã cung cấp cho Litva khoảng 100 triệu euro để củng cố khu vực biên giới với Belarus. Vừa qua, hãng thông tấn TASS đưa tin Bộ Quốc phòng Nga đã trình dự thảo nghị quyết đề xuất sửa đổi biên giới lãnh hải Nga ở biển Baltic. Theo bản dự thảo, bộ này đề xuất điều chỉnh đường biên giới xung quanh các đảo của Nga ở phía đông Vịnh Phần Lan và xung quanh vùng Kaliningrad, lãnh thổ hải ngoại của Nga. Theo nội dung dự thảo thì việc phê duyệt dự thảo sẽ thiết lập một hệ thống đường cơ sở còn thiếu ở phần phía nam các đảo của Nga nằm ở Vịnh Phần Lan, gần các huyện Baltisk và Zelenogrask thuộc Kaliningrad và cho phép Nga sử dụng vùng biển này làm nội bộ. Biên giới trên biển của Nga sẽ thay đổi. Nếu được thông qua, nghị quyết sẽ có hiệu lực vào tháng 1 năm 2025. Dự thảo nghị quyết không nêu rõ chính xác biên giới sẽ được điều chỉnh như thế nào. Theo hãng tin Reuters, dự thảo nghị quyết của Nga vấp phải sự chỉ trích từ Phần Lan và Litva, các quốc gia quanh biển Baltic. Bộ Ngoại giao Litva thông báo triệu tập đại diện Nga để giải thích đầy đủ về dự thảo đề xuất một ngày trước từ Bộ Quốc phòng Nga, cho rằng Moscow cần tính toán lại tọa độ các điểm xác định đường cơ sở trên biển Baltic. Ngoại trưởng Lithuania Gabrielus Landsbergis cáo buộc Nga cố tình tạo ra sợ hãi, mơ hồ và nghi ngờ về những dự định của họ trên biển Baltic ông cung cáo buộc diễn biến này là hành động gia tăng trắng trợn nhắm vào NATO và EU cần bị đáp trả cứng rắn và thích hợp. Xung đột nga-Ukraine ngày qua vẫn tiếp tục gia tăng. Mặt trận nóng nhất chiến trường lúc này là tỉnh đô nhất. Chia sẻ về hãng thông tấn Form, chỉ huy lực lượng vệ binh quốc gia Ukraine, tướng Oleksandr Pivnenko nói rằng, nga sẽ không thể duy trì quy mô tấn công ở nhiều khu vực của Ukraine trong thời gian dài vì khả năng Moscow không phải là vô hạn. Ông Pivnenko nói khả năng tấn công của Nga không phải là vô hạn nếu xét đến những tổn thất mà họ phải gánh chịu. Trong một tháng rưỡi nữa, quân Nga sẽ không thể tiến hành các cuộc tấn công tích cực theo nhiều hướng cùng lúc và sẽ chuyển sang thế phòng thủ. Mới đây, Ukraine tuyên bố đã ngăn chặn đợt tấn công gồm 57 tăng thiết giáp của Nga ở mặt trận Kurakhove trong trận đánh lớn bậc nhất từ đầu xung đột. Lữ đoàn xung kích đường không độc lập số 79 Ukraine thông báo rằng Nga đã triển khai đồng thời 11 xe tăng, 45 xe chiến đấu bọc thép và một xe chiến đấu yểm trợ tăng Terminator và cho biết, đây là một trong những đợt xung kích lớn nhất của quân đội Nga tại mặt trận Kodakove từ đầu xung đột. Bên cạnh đó, ông Pidenco nhấn mạnh rằng Ukraine phải chú ý chuẩn bị lực lượng dự bị và vũ khí của riêng mình vào thời điểm Nga sẽ bổ sung quân đội. Nói thêm rằng nếu Kiev lên kế hoạch đi trước Nga một bước thì mọi chuyện sẽ ổn. Ông Pidenco nhấn mạnh, điều quan trọng nhất có thể làm bây giờ là đào tạo, phát triển các trung tâm huấn luyện, mua sắm vũ khí và trang thiết bị quân sự, sản xuất thiết bị quân sự, máy bay không người lái UAV xe bọc thép, hệ thống phòng không và đạn dược. Nga hiện vẫn chưa bình luận về phát ngôn của ông Pinenko. Theo tờ Kiev Independent, các lực lượng Nga gây áp lực ngày càng lớn lên Ukraine trên nhiều mặt trận, cố gắng phá vỡ các tuyến phòng thủ của Ukraine gần thành phố Pokrovsk, trong khi chiếm giữ phần phía đông của thành phố Chachovya đều ở tỉnh Donetsk. Ukraine cũng buộc phải rút khỏi làng Karinki trên bờ đông của sông Donep thuộc tỉnh Kherson. Ngoài ra, các lực lượng Ukraine đã ngăn chặn được bước tiến của Nga gần tỉnh Kharkov nhưng phía Moscow vẫn giành được quyền kiểm soát một số khu định cư trong khu vực. Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết rằng, trong ngày 25 tháng 7, lực lượng Nga và Ukraine có tới 103 cuộc đụng độ trực tiếp, nhiều nhất ở thành phố Pokrovsk, Theo Ukraineform. Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết rằng, các khu định cư của Ukraine ở hai tỉnh Shumy và Chernihiv gần biên giới với Nga tiếp tục hứng chịu hỏa lực của Moscow. Năm địa phương ở hai tỉnh này gồm Studenok, Novovasilovka, Slavhorod Velika Pisarovka và Oleksandrovka đã liên tục bị đối phương nã súng cố trong nhiều ngày qua. Giữa những suy đoán cho rằng cuộc xung đột Nga-Ukraine đang rơi vào bế tắc, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine, tướng Oleksandr Shishky tiết lộ mục tiêu của nước này là tiếp tục giải phóng tất cả các vùng lãnh thổ của Ukraine, trong đó có bán đảo Crimea, khôi phục đường biên giới năm 1991. Theo ông Shishky, Ukraine đã thành công trong việc tấn công các mục tiêu ở Crimea, buộc Nga phải rút các tàu khỏi cảng Sevastopol. Tuy nhiên, quan chức này từ chối bình luận về thời điểm Ukraine có thể phá hủy cơ cầu Kerch, nối lãnh thổ Nga với Crimea, vốn là tuyến hậu cần quan trọng của Moscow. Ông Sitsky nói rằng Ukraine có kế hoạch khả thi để giành lại Crimea, song không tiết lộ thông tin chi tiết. Nói về khả năng Ukraine giành lại Crimea, nhà phân tích Dov Zakhim, cố vấn cấp cao tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, đã bày tỏ sự hoài nghi. Ông cho rằng Ukraine khó có thể đạt được bước đột phá lớn như vậy, trong khi vẫn xa lầy vào cuộc xung đột kiểu thế chiến thứ nhất, bất chấp việc sử dụng các loại vũ khí và công nghệ mới, chẳng hạn như máy bay không người lái. Để kiểm soát bán đảo này, Ukraine sẽ phải đối mặt với một loạt thách thức lớn như vô hiệu hóa hạm đội biển đen của Nga, thiết lập ưu thế trên không và phá hủy tất cả các trụ sở chính của Nga ở bên trong hoặc gần Crimea. Theo ông Dov Ukraine dường như mới chỉ tiến tới việc thực hiện điều kiện đầu tiên trong số 3 điều kiện này, đó là tìm cách vô hiệu hóa hạm đội biển đen của Nga. Trong khi bế tắc và thiệt hại nặng nề trên bộ, Ukraine đã đầu tư mạnh cho cuộc chiến bất đối xứng trên biển, gây nhiều khó khăn cho hải quân Nga tại Biển Đen và bán đảo Crimea. Khi cuộc xung đột mới bắt đầu, Ukraine đã phải đánh đắm tàu chiến duy nhất của nước này, tàu khu trục từ thời Liên Xô ở cảng Mykolaiv để ngăn nó rơi vào tay Nga. Không bị cản trở trên biển, hải quân Nga đã chút tên lửa đạn đạo xuống các thành phố của Ukraine, bảo vệ máy bay quân sự, phong tỏa các cảng của Ukraine, thậm chí có ý định tiến hành cuộc tấn công đổ bộ vào cảng lớn nhất của Ukraine là Odessa. Nhưng sau đó, bằng cách triển khai một loạt chiến thuật và vũ khí mới trong cuộc giao tranh trên biển đen, Ukraine đã buộc Nga phải rút tàu thuyền khỏi căn cứ Sevastopol ở Crimea khi liên tục tấn công các tàu và các tòa nhà quan trọng bằng máy bay không người lái và tên lửa. Kiev cũng tuyên bố đã phá hủy một phần ba hạm đội biển đen của Nga sau các cuộc tấn công. Một số báo cáo cho biết, Nga đã di rời hầu hết tàu chiến chủ lực từ căn cứ chính của hạm đội biển đen đến vùng Novorossiysk và biển Azov. Ngoài việc buộc hạm đội của Nga phải rút lui, các cuộc tấn công của Ukraine vào Crimea cũng làm suy yếu đáng kể mạng lưới hậu cần, vốn đóng vai trò quan trọng trong việc tiếp tế cho quân đội Nga ở miền nam Ukraine. Nhà phân tích Dov Zakhim cho rằng, với việc Ukraine sử dụng thành công máy bay không người lái trên đất liền và xuồng không người lái chứa chất nổ để vô hiệu hóa nhiều tàu mặt nước của Nga, khó có khả năng Nga sẽ huy động những con tàu còn lại từ nơi trú ẩn mới làm nhiệm vụ chính trong việc bảo vệ Crimea. Ông Dov Zakhim lưu ý, dù có được ưu thế trên biển, nhưng khả năng của Ukraine nhằm kiểm soát vùng trời Crimea và loại bỏ các căn cứ không quân cũng như cơ sở hạ tầng của Nga lại khá hạn chế. Bên cạnh đó, việc giành quyền kiểm soát Crimea cũng sẽ giúp Ukraine có đòn bẩy đủ mạnh để buộc Nga tiến tới bàn đàm phán. Theo bài viết trên trang Reporter của Nga, hành động của lực lượng hải quân Ukraine ở Biển Đen gây ra mối đe dọa không chỉ đối với người dân bán đảo Crimea và lãnh thổ Krasnodar của Liên bang Nga, mà còn đối với các quốc gia NATO có đường bờ biển tiếp giáp với Biển Đen. Hãng thông tấn Thổ Nhĩ Kỳ IHA mới đây đã công bố đoạn phim về một chiếc mô tô nước không người lái của Hải quân Ukraine đã trôi giạt tới bờ biển Istanbul. Lực lượng cứu hộ địa phương phát hiện và gọi lực lượng an ninh tới hiện trường, nhanh chóng phong tỏa khu vực này. Trong quá trình kiểm tra, ngoài tải trọng chất nổ, máy quay video và thiết bị định vị cũng được lắp đặt đầy đủ trên chiếc mô tô nước này. Theo IHA, thiết bị này đã được giao cho một đơn vị quân đội Thổ Nhĩ Kỳ chuyên trách về vô hiệu hóa vật liệu nổ và triển khai công tác điều tra về nguồn gốc của chiếc thuyền Kamikaze này. Theo giới chuyên gia Thổ Nhĩ Kỳ, có lẽ đây là một trong những chiếc tàu không người lái BEC Kamikaze của Hải quân Ukraine đã mất kiểm soát trong cuộc tấn công vào Crimea và Novorossi. Trước đó, chính quyền do Nga bổ nhiệm ở Crimea cho hay thành phố cảng Sevastopol đã bị xuồng không người lái USV Ukraine tấn công. Kênh Telegram Grimwai còn chia sẻ đoạn video các lực lượng phòng thủ Nga bắn về phía biển để ngăn chặn USV. Cụ thể, Thống đốc Grim Mikhail Radvohaev cho biết, sự chuyên nghiệp của quân đội Nga đã khiến USV không tiếp cận được mục tiêu và bị tiêu diệt trên đường đi. Không lâu sau, thị trưởng Andrei Kravchenko, của thành phố Novorossi ở lãnh thổ Krasnodar cho biết xuất hiện các tín hiệu không kích. Ông kêu gọi người dân sống gần bờ biển thực hiện các biện pháp an ninh bổ sung, đặc biệt là không đến cửa sổ nhìn ra biển và trú ẩn trong các phòng bên trong. Ngoài ra, thị trưởng Novorossi nhắc lại rằng về luật pháp, mọi người không được phép chụp và đăng lên internet hình ảnh thiết bị bảo vệ của thành phố cũng như công việc của các cơ quan đặc biệt khác. Trước đó, các kỹ sư quân đội Nga được cho là đã phát triển một tổ hợp đặc biệt để tích cực bảo vệ các tàu và cảng trước USV vào phương tiện không người lái dưới nước của AFU, lực lượng vũ trang Ukraine. Đây là một rào chắn dưới nước được kết nối với nhau bằng chất nổ cực mạnh. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Trương Hiểu Cương đã phát biểu rằng NATO chính là bên được hưởng lợi từ xung đột Ukraine. Trung Quốc cho biết liên minh quân sự do Mỹ đứng đầu đang gieo rắc hỗn loạn trên toàn thế giới. Ông Trương Hiểu Cương được yêu cầu bình luận về tuyên bố được thông qua vào đầu tháng này tại hội nghị thượng đỉnh NATO ở Washington DC, trong đó coi Bắc Kinh là người quyết định tạo điều kiện cho cuộc xung đột của Nga chống lại Ukraine. Theo ông Trương, NATO đã đưa ra những cáo buộc vô căn cứ chống lại Trung Quốc. Ông bác bỏ tài liệu này, đồng thời nhấn mạnh nhận định này đầy rẫy những lời dối trá và thiên vị. Ông Trương nói rằng NATO trong những năm gần đây đã mở rộng tầm ảnh hưởng một cách đáng lo ngại sang khu vực châu Á Thái Bình Dương và coi Trung Quốc là kẻ thù trong tưởng tượng của họ. Vị này cho biết các đồng minh NATO do Mỹ lãnh đạo tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa và trục lợi từ cuộc xung đột. NATO cần phải tự xem xét lại mình thay vì đổ lỗi cho Trung Quốc. Theo ông Trương, NATO đã khiến một số nước trong khu vực đi theo sự dẫn dắt của họ, từ đó gây ra sự đối đầu giữa các khối và tạo ra sự chia rẽ trên thế giới. Ông nói thêm, từ Ukraine đến Afghanistan, từ Iraq đến Libya, khối quân sự này đã mang xung đột và rắc rối tới cho các quốc gia đó và người dân của họ. Ông Cương nói thêm và lưu ý rằng Bắc Kinh đang tích cực thúc đẩy các cuộc đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine. Trước đó, tại hội nghị thượng đỉnh NATO, NATO ra tuyên bố chung cáo buộc Trung Quốc đã chuyển giao các vật liệu lưỡng dụng cho Nga, chẳng hạn các thành phần vũ khí thiết bị và nguyên liệu thô dùng trong sản xuất quân sự. Trong tuyên bố chung của NATO có nói, chúng tôi kêu gọi Trung Quốc với tư cách là thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc có trách nhiệm đặc biệt trong việc duy trì các mục đích và nguyên tắc của Hiến trương Liên Hợp Quốc, chấm dứt mọi hỗ trợ vật chất và chính trị cho nỗ lực chiến sự của Nga. Trung Quốc cũng đã nhiều lần bác bỏ cáo buộc của phương Tây rằng nước này giúp Nga lách lệnh trừng phạt và giúp thúc đẩy cơ sở công nghiệp quốc phòng của Moscow. Tháng 2 năm 2023, Trung Quốc đề xuất kế hoạch hòa bình 12 điểm để giải quyết xung đột Nga-Ukraine và kể từ đó đã nỗ lực hòa giải xung đột bằng các cuộc gặp với quan chức Nga-Ukraine. Về phía mình, Nga đã trích dẫn sự mở rộng liên tục của NATO về phía đông và hợp tác quân sự với Kiev là một trong những nguyên nhân gốc rễ của cuộc xung đột. Tổng thống Vladimir Putin nhấn mạnh rằng Ukraine phải trở thành một quốc gia trung lập và từ bỏ kế hoạch gia nhập NATO để bất kỳ cuộc đàm phán hòa bình tiềm năng nào cũng có thể thành công. Điện Kremlin cũng cho biết việc tràn ngập vũ khí phương Tây vào Ukraine chỉ dẫn đến gia tăng căng thẳng hơn nữa, nhưng cuối cùng sẽ không ngăn cản được quân đội Nga.